Hiền cơ điện tập 88 Lúc này tu sĩ thọ quang giới Mới hiểu ra mọi chuyện Cảnh hoàng nghiệp run rẩy nói Hóa ra là thiên ngoại phi tiên Thiên ngoại phi tiên Cùng tiến hai vị tiền tôn Đã quỳ rạp xuống đất Cùng Tiễn tiên tôn Đám tiền nhân dồn dập quỳ xuống Sau đó cùng nhìn sang linh giả Linh giả cất cao giọng nói tu vi của các người xa rút Nhưng đạo cảnh đã khôi phục Sau đó chỉ cần chăm chỉ tu hành Là có thể trở lại cảnh giới của mình chúng ta sẽ ở lại đây 12 năm. 12 năm sau sẽ tự đi khỏi. Trong lúc đó cũng lấy chút tài nguyên, nhưng sẽ để lại cho các ngươi thứ gì cần để. Lấy chút ở đây chắc sẽ không hề ít. Thế nhưng, nào còn ai dám phản đối cái gì nữa? Năm người đành dồn dập nói, chúng ta không có ý kiến gì, thiên cơ thần giáo vĩnh viễn hừng thịnh. Thế thì đi thôi. Ninh dạ vùng ống tay áo hạ lệnh đuổi khách. Đám tiền nhân không dám ở lại, đành dồn dập tối lui, Công tôn điệp hiếu kỳ nói, sao lại là 12 năm? Vì đây là ý trời. Ninh giả trả lời, lại thần thần bí bí cái gì? Công tôn điệp bất mãn. Ninh giả bất đắc dĩ nói, đúng là ý trời mà. Trang nói là thiên đạo không có ý thức mà. Cuối cùng chỉ là nàng không thể cảm nhận được mà thôi. Mọi người kinh ngạc nhìn Ninh giả. Chẳng lẽ Ninh thượng tiên... Ninh giả gật nhẹ đầu. Đúng, ta cảm nhận được. Chúng ta không thể ở lại đây lâu, 12 năm là cực hạn rồi. Từ nay trở đi, mọi người cố gắng thu thập tài nguyên, tới khi ta nói ngừng là phải lập tức ngừng tay, chúng ta thuận theo thiên mệnh, mọi việc đều thuận lợi. Đúng rồi, mọi người đồng thanh hô, thuận theo thiên mệnh, mọi việc thuận lợi. Chỉ có Công Tôn Điệp lẩm bẩm nói, thế hoa trà đánh đánh đấm đấm cả nửa ngày, lĩnh ngộ của chàng đây là tự tìm cho mình một lão đại ư? Đừng có nói linh tinh. Lâm Lăng Thiên đẩy cùng một cái, ý trời khó điều nếu biết được là vận may cực lớn. Từ nay về sau không cần lo lắng nữa sao, Ninh Giả không biết cũng không dám xác định. Nhưng y biết, đúng là đây không phải chuyện xấu, cũng chỉ làm công cho ông chủ. Đối với người dưới mà nói, chuyện nhức đầu nhất có lẽ là ông chủ vui buồn thất thường, người không biết hắn muốn cái gì, thậm chí không biết nên làm cái gì, không kéo ra sức, thể hiện thì chỉ khiến ông chủ bất mãn. Liệu có ai có thể khiến ông chủ nói ra những lời thật lòng không? Thế nào cũng có, nhưng đại đa số mọi người không có cơ hội này. Thế nhưng bây giờ Ninh Dạ lại có một cơ hội. Thể ý khó dò, thiên đạo khó hiểu, nhưng bây giờ Ninh Dạ có thể hiểu được một chút. Vấn thiên thuật Vấn thiên thuật của Ninh Dạ đã được tăng cường, bắt đầu mang ý nghĩa mới. Giờ mới là thật là vấn thiên thuật. Đây là điều mà tổ tiên thiên cơ môn, thậm chí thánh nhân cảnh giới thứ bảy cũng chưa chắc đã làm được. Còn lại đây là nguyên nhân vì sao có vấn thiên thuật đây. Có lẽ tư họ hỏi không phải là tương lai, không phải thời không mà chính là thiên ý. Nhưng xưa này chưa một ai làm được, nên giả làm được rồi. Đến bước này cũng coi như y đã tiến, khiến thần thuật của thiên cơ môn lưu lại tăng cường một bước dài. Đăng tiết pháp môn này khó mà phục chế. Đời sau muốn học được, làm được cũng không hề đơn giản gì. Chưa nói tới chuyện khác, đầu tiên phải tìm vài đại lão có thể phản đạo rồi tính. Nói gần nói xa, tóm lại là lần này thu hoạch của ninh giả không chỉ là khí vận tiếp tục tăng cường, quan trọng nhất là vẫn thiên đạo hữu chuyện này mở ra phương hướng cho con đường tương lai của y. Lần trước tiêu trừ ác niệm, Ninh Giả mở tinh đồ, nhưng rốt cuộc đi theo hướng nào sẽ gặp điều gì, Ninh Giả không hề biết được. Nhưng Ninh Giả, thế nhưng bây giờ khi mở tinh đồ ra, Ninh Giả đã biết được hướng đi. Bất luận trên trời có bao nhiêu ánh sao, ta biết thiên ý chỉ đi đâu. Đương nhiên, ông trời giơ ngón tay ra, nhưng con tay đó chỉ vào cái gì thì y vẫn không biết. Nhưng có sao đâu, đường dẫu sao cũng phải bước đi từng bước một mới được. Những ngày tiếp theo, mọi người ở lại trong thọ quang giới. tiên cơ thần giáo đánh một trận đổi danh thiên hạ. Lời tuyên bố không ai không dạy cũng lan truyền khắp nơi. Điểm thú vị này là điều này cũng phù hợp với thiên ý chỉ hướng. Tùy lúc trước, Ninh Giả không biết, nhưng bây giờ y đã xác nhận được cách làm của mình là đúng. Có lẽ đây là vừa giảng đạo, vừa là cơ duyên. Có lẽ tiếp theo sẽ tới vụ thiên thuật được tăng cường nhưng cái tên này không ổn đạo của tạo hóa lại đặt tên là vô thiên rõ ràng phạm phải kỵ húy năm xưa các đạo tổ tông một mặt vẫn thiên một mặt chỉ thiên tiệt thiên vô thiên rõ ràng là tự mâu thuẫn vì vậy ninh giả trực tiếp đổi tên cứ gọi là ứng thiền thuật đi không chỉ có mình đó mấy môn khác cũng phải đổi tên luôn ninh giả cảm thấy xem như mình đã bước lên con đường quan đường thiên đạo phải xóa tất cả dấu tích hùng hằng ngang cực trước đây, phải ngoan ngoãn làm quan, đợi tới lúc hết đường thăng tiến rồi đừng nghe mấy lời tà đạo của lão già quang hoàng kim mê hoặc. Tà vĩnh viễn mang trong mình kính khí, ngoại trừ được thiên đạo coi trọng, vẫn thiền hữu đạo ra, thu hoạch lớn nhất của ninh giả chính là cảm ngộ quang đạo của lão già kia. Quang đạo của ninh giả giỏi về tấn công, còn quang đạo của lão già kia giỏi về độn pháp. Nhưng đã là đồng đạo, đừng nhận chạm tới là hiểu đặc biệt là được thiên đạo chỉ dẫn, cho nên động tới là rõ. Vì vậy năng lực quang độn của ninh giả trực tiếp thăng hoa. Trước đây, y di chuyển vạn dặm, còn phải có cọc tiêu gì đó. Bây giờ hoàn toàn không cần, mắt nhìn tới đâu là đi được tới đó. Lại có tình đồ trong tay, bây giờ theo lý thuyết, y có thể một mình xuyên qua hư không, không cần thiên tầm, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả nó. Nhưng đi được như vậy quá cực khổ, không cách nào tu hành lại không thể mang theo ai, thôi bỏ qua. Tôi đã sau này, bị người khác đánh vào hư không cũng không phải sợ, mình có thể tự bay về. Phi phi, ta nghĩ cái gì vậy? Ta là người được khí vận thiên địa chú ý, sao lại có kết cục như vậy được? Thời gian 12 năm trước mắt là qua. Trong 12 năm nay, tu sĩ thiền mệnh giáo cũng không rảnh rỗi. Đúng, thiên cơ giáo đổi tên thành thiền mệnh giáo. Tính toán thiền cơ sao bằng thuận theo thiên mệnh. Đây coi như bản thăng cấp của thiên cơ. Trong 12 năm đó, tu sĩ thiền mệnh giáo ngoài vui chơi và tu hành ngày ngày ra, công việc chủ yếu là vận chuyển tài nguyên. Lần này đúng là chuyển cả trời cả đất. Để mở rộng trì vì giới, mọi người chăm chỉ khổ cực chiến hành một đợt vận chuyển lớn, răng vẻ ngôn gút ý chí, làm việc với khí thế ngất trời, thề phải đào rỗng thọ quang giới ra. Đối mặt với chuyện này, tu sĩ thọ quang giới, đồng thời giả bộ có mắt như mù, xem như ta không nhìn thấy, đánh không lại thì làm được gì? Đương nhiên dù thế nào cũng phải tìm một lý do, không phải chúng ta nhát gan. Lý do tốt nhất là bàn giới trở lại chính đạo thiên đạo, ai ai cũng có thể đạt tới tiêu sao. Đây là công lao của thiên mệnh thần giáo. Người ta lập công lớn như vậy, chút tài nguyên này có ý tính là gì chứ? Đương nhiên, điều kiện là không thấy bọn họ mang đi bao nhiêu. Nhưng có lúc muốn không thấy cũng không được. Từng ngọn núi biến mất, từng khu rừng trống rỗng, từng dòng sông khô cạn, từng linh tuyển héo trũ. Cảm giác như bị người ta moi tim, móc phổi, rút xương, hút tủy. Sau đó thì chỉ có thể nói, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Cho nên khi kỳ hạn 12 năm sắp hết, thiên mệnh thần giáo tuyên bố chuẩn bị rời đi. Tất cả mọi người hoan hô tưng bừng. Cảnh hoàng nghiệp đã trở lại cảnh giới vô cấu. Tự mình khoác áo quan đỏ, tay cầm huyết thư của vạn tù sĩ mà hô to. Đừng đi mà. Hắn tới được nghỉ đảo, cầu xin mọi người ở lại sang vẻ như các người mà đi thì trời sập mất. Nên giả khéo léo từ chối vài lần, thấy hắn còn giả vờ giả vịt, bèn nói một câu, thế thì chúng ta ở lại thêm một chút nha. Cảnh hoàng nghiệp run rẩy vội vàng nói, thần giáo được thiên mệnh quy tụ, đâu thể ràng buộc trong tiểu giới được, thì chúng ta có lòng giữ khách, khổ nỗi thiên ý chí hướng, không có thể cưỡng ép, không còn được thượng tiên chỉ dẫn, tiếc lắm thay, đau xót lắm thay. Nên giả không ngờ nổi, cảnh hoàng nghiệp lại biết nịnh nọt tới như vậy, trước đây tiền này là đạo đại của cả giới xưa nay chỉ có người khác nịnh vợ hắn lòng xã cực kỳ cao xa không ngờ phong thủy luân chuyển tới phiền hắn cũng cực kỳ thuần thục có lẽ mấy lời này đều là người khác nói với hắn lúc trước giờ hắn đem ra dùng không khéo còn chẳng thay đổi gì cả cái gì mà thọ quang trí tôn tộc tổ vô song mà cũng phun ra tộc tổ cái còn mẹ nhà ngươi tổ tông của các ngươi bị ta xử lý cả rồi ninh ra cười híp mắt nói đã biết thế thì đừng giữ lại nữa, giải tán đi. Cành hoàng nghiệp chỉ sợ ninh giả thật sự đổi ý. Ở lại thêm mấy ngày, chuyển thêm một chút. Hoàng sợ tới mức vội vàng thì lễ rồi xin cáo lui. Thế là 10 ngày sau, sau khi đào sạch một chỗ trong phòng thủy bảo địa, thiên mệnh thần giáo vì tăng tập thể. Lần này, nhân số còn đông hơn lúc trước. Thiên mệnh thần giáo không ai không giải. Sau khi chính đạo trở về, đã tìm được không ít mầm bóng tốt trong thọ quang giới. Tùy tu tù vi không đủ, nhưng tiềm lực rất tốt. Đám người này ngưỡng mộ thiên mệnh thần giáo, đã khao khát được với tới tinh không. Đa số mọi chuyện đều nguyện được đi theo, vì vậy nhân số trong trì vì giới tăng vọt, giờ đã lên tới 5 vạn người. Sau khi dẫn theo các tinh anh rời đi, bên dưới là vô số tu sĩ thọ quang giới vẫy tay đưa tiễn, còn có người đau đớn gào khóc, dáng vẻ như không nỡ từ biệt. Nhưng sau khi mọi người biến mất trên tầng mây cương sát, tiếng hoàn hồ lập tức vang dội quay đầu nhìn xuống dãy núi tinh lạc đã biến thành khe núi tinh lạc lại dõi mắt nhìn cảnh loang đổ khắp nơi ai nấy đau thấu tim gan cái lũ đáng chém ngàn đau này phong thủy bảo địa ở trường thanh giới bị đào tới chín phần mười chẳng còn thứ gì tốt bây giờ giới hạn tối đa của tiên giới khéo còn là niết bàn sơ kỳ dễ vào tiêu dao khó tới đỉnh phong cuối cùng không biết là phúc hay là họa nữa đây sau khi trở lại thiên tầm mọi người tiếp tục xuất phát tới mục tiêu mới Bây giờ có cách hỏi trời Ninh giả cũng biết trước nên đi đâu Sau khi xác định mục tiêu Thiên tầm bay theo hướng chỉ định Đồng thời ninh giả cũng bố trí lượng lớn Trận pháp độn quang cho thiên tầm Sau khi quang đạo của y đại thành Cuối cùng cũng có thể giúp thiên tầm tăng tốc một chút Tuy còn không nhanh bằng mình Nhưng vẫn hơn trong quá khứ vô số lần Chuyện này khiến cho thời gian dự tính Tới tiên giới tiếp theo rút ngắn đi rất nhiều Ninh giả tính toán thử chắc chỉ mất có 3 năm Thời gian 3 năm đối với các tu sĩ sinh sống trong trì vì giới không phải là quá dài, cần như chỉ là một chu kỳ nhỏ. Sau khi thu được lượng lớn tài nguyên từ thọ quang giới, giờ trì vi giới đã chính thức trở thành tiền giới cấp niết bàn hoàn chỉnh, quy mô cũng mở rộng hơn nhiều. Nhưng điểm hiếm có nhất là nó ít người, tổng cộng chỉ có 5 vạn tù sĩ, lợi ích lớn nhất trong chuyện đất rộng người thưa, đó là tài nguyên được chia nhiều hơn, hiệu suất tu hành cao hơn. Có thể nói trong trì vì giới cho dù chỉ là tu sĩ hoa luân bình thường cũng được chiến đất đai tài nguyên thu hoạch tiên khí linh vận còn nhiều hơn tu sĩ phản pháp ở trường thanh giới hay thọ quang giới hơn nữa trong tri vi giới tu sĩ trường thanh trước đây không còn ai hoa luân tu sĩ hoa luân đều là mới gia nhập từ thọ quang giới nếu nói tri vi giới còn chỗ nào không tốt thì chỉ có trong tri vi giới không cách nào sinh sản sinh sôi đây không phải vấn đề của tri vi giới mà là đán đinh giả không cho phép không cho phép sinh sản là vì nên giảm muốn tương lai chỉ vì giới biến thành thiên đường của tu sĩ khiến tiền phạm phân cách nếu trong chỉ vì giới có thể sinh đẻ thế nếu con gái ta đời không thích hợp tu hành thì xử lý ra sao do là phạm nhân cho nên đưa đi khiến cho cốt nhục chia lìa à? rõ ràng là vô nhân đạo mà lại thêm tiền giới trong thiên hạ vốn đông đảo phải không ngừng đón nhận tu sĩ đi vào nếu còn sinh sôi thêm chỉ vì giới mở rộng nhanh mấy cũng không chịu đựng nổi vì vậy rất khoát cấm sinh đẻ. Chỉ vì giới là nơi tiếp nhận tu sĩ, là thanh địa tu hành, là cung điện viễn trinh, không phải chỗ để sinh. Đối với quyết định này, đương nhiên không ít người có ý kiến. Nhưng trong chuyện này, thái độ của ninh giả rất đơn giản. Muốn có con, sau này có thể tìm một tiên giới mà ở, muốn đi hay muốn ở tùy ngay chọn. Nhưng thực tế đối với đa số tu sĩ, chuyện này không phải là vấn đề. Tác dụng chính của nuôi nấng con cái chính là dưỡng già, tu sĩ cho dù có giả tới mức không thể cử động nổi cũng thoải mái hơn phạm nhân nhiều tác dụng trong chuyện nuôi nấng con cái không còn thế thì chỉ còn lại chỗ tốt trẻ còn gây thờ hoạt bát thật đáng yêu cái này cũng rất đơn giản thôi nếu phát hiện mẩm bóng tù tiền tốt thì ngươi nhận nuôi đi đáp ứng điều kiện là được nhưng tù tiền giả quá thanh tâm quả dục thường lạnh nhạt với tình người vì vậy không nhiều người có nhu cầu trong phương diện này không được nữa thì tìm chỗ mà ở thôi Nói chung tuy quyết định của Ninh Giả trong phương diện này khiến rất nhiều người không thích, nhưng còn chưa tới mức gây ra vấn đề gì. Chỉ cần có lựa chọn tự do, thế thì vấn đề sẽ không quá lớn. Ngược lại một vấn đề khác khiến các tu sĩ phải tranh luận, đó là địa điểm tiếp theo mà bọn họ sẽ đến. Cho dù thiên tầm chưa tới, nhưng Ninh Giả đã biết mình sẽ đến một tiên giới ra sao. Ý nói, nơi chúng ta tới lần này là một tiên giới bị ma đạo tung hoành ngang ngược. Nói chính xác hơn nơi đó đã bị ma vực ô nhiễm hoàn toàn ma môn lại thế lực luôn bị hồ đánh hồ giết trong trường thành giới chỉ có thể làm chuột trong cống ngầm nhưng vẫn có một số tiên giới bị ma môn hoành hành một khi ma đạo đắc thế bất cứ lúc nào cũng có thể xâm nhiễm mặt đất ô uế vạn vật thường khiến mây khói bốc lên khắp vạn dặm không một ngọn cỏ nơi nơi héo tàn đối với đại đa số tù tiền tù tiền giới như vậy không đáng tới lợi ích chỉ có hạn nhưng ninh giả thì lại khác y thuận theo thiền mệnh viễn trình tiền giới không phải để thu hoạch tài nguyên phong phú mà là đi quét dọn ô uế giúp vũ trụ này trở nên sáng sủa hơn nếu hỏi ý trời được chỉ tới nơi đó thế thì chắc chắn là nơi ô uế khắp nơi vì vậy nếu đi theo con đường này tương lai mọi người cũng khó mà tìm được nơi nào tốt đương nhiên tu sĩ không được lợi chứ ninh giả thì có dù sao ký vận thiên đạo chủ yếu là cho y vì vậy ninh giả cũng có thể hiểu vì sao mọi người không tích cực Y nói, với tình hình trước mắt, em là những nơi chúng ta sẽ tới sau này, sẽ có rất nhiều chỗ tương tự. Ta có thể hiểu được cảm giác bất mãn của mọi người, cũng không phải không nghĩ cho nhu cầu của phản tiên. Hơn nữa chỉ vì giới, muốn mở rộng, vẫn cần nơi nào có tài nguyên dồi dào. Thế nhưng điều này cần phải cân đối. Cân đối ra sao? Phương Tiên Lung không hề khách khí với y, hỏi thẳng. Người đừng nói xem xét cân đối, mà đi cả chặng đường vẫn không cho ra kết quả tốt xấu gì cũng phải nói cho cụ thể ninh giả không ngại ngùng nói thẳng ta đang cố gắng tăng cường lượng thiên thuật cái gì chuyện này liên quan gì tới lượng thiên thuật ninh giả nói lượng thiên thuật là do thiên cơ muốn sáng tạo muốn đi giải thiên địa huyền cơ tìm hiểu huyền diệu chưa ai biết tới nhưng nó bị giới hạn bởi bản thân người sáng tạo thật ra sơn nay chưa từng hoàn thiện sau khi vấn đạo thành công ta đã có đột phá trong phương diện này bây giờ đã bắt đầu bù đắp lại lượng thiên cửu bí cũng tăng thêm một bậc nếu thuật này thành công sẽ có lợi ích rất lớn. Đến lúc đó lượng thiền thuật không còn là lượng trong số lượng nữa, mà là lượng trong thường lượng. Thường lượng sao? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Từ lão lại hiểu ý của y, ngươi định chào hỏi thường lượng với tiền đạo sao? Nên giảm mỉm cười, đã có cách hỏi ý trời thì cũng có hy vọng thường lượng. Nhưng thiên đạo là tổng hợp quy tắc vận hành của vũ trụ, không có ý thức cụ thể, làm sao để thương lượng với chàng được. Chỉ vẫn ngừng không hiểu. Tuy nói là có thể hỏi ý trời, nhưng nói toạc ra vẫn không phải thiên đạo hạ lệnh mà là một loại cảm giác. Thời hạn 10 năm là giới hạn ảnh hưởng mà bản thân có thể gây ra đối với thọ quang giới. Đây là phán đoán của ninh dạ, chứ không phải thiên đạo thật sự nói vị y 10 năm hay là 12 năm là thời hạn tối đa. Đây chỉ là cảm giác, thiên đạo không có ý thức, thế thì làm sao thương lượng được? Ninh dạ bèn nói, vì vậy thương lượng ở đây cũng không phải trao đổi bằng ngôn ngữ, mà là giao tiếp đạo tắc, tự mình lĩnh ngộ. Thiên đạo có ý, ta đi theo ý trời, đã là thuận thiên thừa vận. Thế thì đưa ra một chút yêu cầu cũng không có gì quá đáng. Mục đích cũng là để làm việc tốt hơn thôi. Ồ, công tôn điệp bật thốt lên, nhưng vấn đề là thiên đạo vốn không có ý thức. Nói theo cách này, có thể thương lượng được. Chẳng phải là sau này còn được gạt được cả ông trời trở thành có cách lừa trời sao? Sắc mặt ninh giả trầm xuống, không được nói vậy công tôn điệp lè lưỡi Linh dạ bôi thêm một câu Mấy lời như vậy sao có thể nói ra được Âm thầm làm thôi Hả? Mọi người kinh hãi nhìn Linh dạ Công tôn điệp bật thốt lên Chẳng lẽ chẳng bị lão già kia ảnh hưởng Định đi theo lối bằng bôn tà đạo hay sao? Chỉ vạn gừng kéo cù cũng chẳng được Linh dạ lại kẽ mỉm cười Không ngờ lại không tức giận Thiên đạo không thích đương nhiên là bằng bôn tà đạo Nhưng nếu thiên đạo không giận Đó vẫn chính là chính đạo Thiên địa không vui không buồn Nhân gian lại có tụ có tán. Thiên đạo có gì không hiểu thì chúng ta có thể dạy đó. Thế làm mọi người cùng gật đầu. Chà chà, thế hóa ra tầng cuối cùng của thiên cơ cầu thần thuật là thành thầy của thiên địa, giáo thiên thần thuật hay sao? Thiên bệnh thần giáo, hóa ra chính là thiên thần bệnh. Mọi người cùng cười ha hả. Miệng có thể nói rất xa, tưởng tượng tương đai sung sướng, vô số chuyện tươi đẹp, nhưng đi đường vẫn phải từng bước một. Nói chung xử lý dòng chuyện trong giới cao tầng cho bọn họ hy vọng là không gian tăng cao vô hạn, sau đó mọi chuyện cũng dễ xử lý hơn. Thời gian ba năm thoáng cái đã qua, hôm nay cuối cùng bọn họ cũng đã tới địa điểm dự định. Chỉ thấy trong tiền giới phía xa đã lên một dải ánh sáng đỏ đen, sát khí ngập trời. Quả nhiên tiên giới này đã thành ba giới. Không chỉ có như vậy, thậm chí linh giả còn cảm nhận được ác ý nồng nặc như từng cảm ứng được trong trái tim viện cổ kia. Đây là lực lượng của phản giới đã được ma vực chính thức thẩm thấu sang ninh giả thở dài nói chẳng trách lần này y cảm nhận được sự tồn tại của nơi này rõ ràng như vậy hiện giờ thứ này như khối u ác tính trong vũ trụ chính đạo có lẽ đã khiến cho thiên địa bất dùng từ lâu đối mặt với một ma giới như vậy phương thức xử lý lại khá là đơn giản trực tiếp san bằng đã được nếu có cơ hội thì khôi phục lại nơi này một chút nếu không có cơ hội khôi phục thế thì dứt khoát tiêu diệt toàn bộ ma giới vì vậy ninh giả không buồn nhiều lời trực tiếp sử dụng đại chiêu thiên khiển chi quang ngồi trên chỗ cao chót vót ninh giả thể hiện phong thái như thiên thần dưới thần quang lấp lóe từng luồng thiên khiển chi quang vô tình rút xuống nếu phải so sánh thì cảm giác này hệt như hạm đội ngoài tầng trời đang điên cuồng phóng từ quang pháo về phía một tinh cầu đáng tiếc thiên khiển chi quang còn chưa thể đạt tới trình độ một đòn diệt thể cũng không thể một pháo xuyên thủng hành tinh một đoàn bắn rơi nhật nguyệt hơn nữa do khoảng cách quá xa, lực sát thương cũng suy giảm không ít. Nhưng linh dạng căn cứ theo nguyên tắc an toàn đã trên hết, chẳng thà đứng xa một chút, đang đau thì ở cái chỗ chết tiệt này cũng chỉ có ma vật ô uế cứ diệt sạch đi là được. Giết hết nhỏ rồi đối phó với lớn, tên là trên bầu trời của ma giới này, chỉ tiết cột sáng trút xuống như mưa, hóa thành ngọn lửa vô tận, thiêu đốt khắp nơi, cảnh tượng như ngày tận thế. Đối với ma vật ở nơi đây, đây rõ ràng đã thay ương ngập đầu, thế giới tận thế một số bà vật thực lực nhỏ yếu thậm chí còn không biết công kích tới từ hướng nào đã tan thành trò bụi mọi người kêu gào thảm thiết trên mặt đất điên cuồng chạy trốn thế nhưng dưới thiên phạt như vậy thiên địa này nào có chỗ an toàn chỉ có thể điều mạng trốn xuống bên dưới đất có điều thiên khiển chi quang liên tục kéo tới cho dù đã dãy núi cũng sụp đổ mặt đất cũng sụp lún công kích hoàn toàn không lưu thủ chút nào trên mảnh ma thổ này vài đại ma đã dồn dập xuất hiện nhưng đều không phải người mà là ma vật kỳ quái dáng vẻ ô uế hỗn tạp không thể tả có thứ vươn ra hai hàng xúc tu mắt kẹp vô tận như con bạch tuộc nhấp nhô trong biển như vô số băng đen tối vắt ngang qua có thứ toàn thân như nước bùn không ngừng phản vẹo biến hóa chẳng khác nào một bãi đầm đầy có thứ nhìn như con mắt dọc toàn thân tỏa ra hào quang năng lực màu đen có thứ thì chỉ là quả cầu đen hoặc một vệt sáng vạn vẹo liên tục. Song đó của bọn chúng cực kỳ sắc bén, Phạm nhân nghe phải ắt sẽ phát điên, càng không cách nào nhìn thẳng vào, cũng chỉ có bản thân đám ma vật này mới có thể trao đổi với nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có ánh sáng từ trên tầng trời công kích xuống? Chẳng lẽ là thiên kiếp? Đánh rắm, nơi này được phản giới bảo vệ, không còn thiên đạo, lấy đầu ra thiên kiếp. Hơn nữa thiên kiếp hoàn toàn đã đổi kiếp, sao lại có quang kiếp chưa? ma vật chỉ có con mắt dọc kia nhìn lên trời. Một lát sau nói, ta thấy rồi, có một sinh vật hư không, trên đó có tu sĩ nhân loại. Tu sĩ nhân loại, hóa ra là vậy, chúng ta hiểu rồi. Nếu là tu sĩ nhân loại, thế thì giết thôi, giết thôi, giết thôi, giết thôi. Tất cả các đại ma đồng thời phát ra tiếng kêu quái dị, nhưng cùng biểu đạt một ý tứ, giết chóc. Khoảnh khắc sau tất cả đại ma phát ra tiếng kêu gào sắc bén, cuốn theo làn khói đen ô uế bay lên bầu trời, đó là lực lượng tối tăm thâm trầm tới từ phản giới cho dù chỉ cảm thụ một chút thôi cũng có thể khiến tâm linh người ta vặn vẹo thậm chí hóa thành thân ma đối mặt với tà ác có thể vặn vẹo tâm linh như vậy nên dạ cũng không định để các tu sĩ thủ hạ đi liều chết mà trực tiếp lệnh cho thiên tầm rút lui ngàn vạn dặm ra sức oanh tạc thiên khiển trì quang tuyệt đối không cho đối thủ cơ hội lúc này tranh lệch giữa hai bên đã thể hiện năm ma vật hắc ám này không có năng lực ngao du hư không chớp mắt đi được vạn lý như sinh vật hư không, cả khoảng cách di chuyển lẫn tốc độ đều kém xa. Kết quả là tuy trên không trung của ma giới gió nổi mây vần, khói đèn nghỉ ngút, nhưng đã không làm gì được bọn họ, bị nghiền ép hoàn toàn, cảm giác như bị ức hiếp. Thật ra đám ma vật này có thực lực rất mạnh, nếu đánh thật thì nam vạn tu sĩ của thiên mệnh giáo chưa chắc đã là đối thủ. Chẳng quan ninh dạng nắm giữ thủ đoạn công kích siêu viễn trình như là thiên khiển chi quang, nên vẫn có thể đánh cho đám ma vật, thậm chí còn không có cơ hội hoàn thủ. Bầu trời ma giới không ngừng huyện hóa ra các loại thủ đoạn mà tính, nhưng do khoảng cách quá xa nên đều là vô nghĩa. Đinh giả dạ cứ thế phong thích thiên khiển chi quang không ngừng, lúc mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút, đợi khi tinh thần sung mãn lại tiếp tục công kích. Do khoảng cách quá xa, uy lực của thiên khiển chi quang có hạn, nhưng đinh Dạ quyết tâm mãi chết đối phương nên không để ý vấn đề về thời gian. Thế là trận chiến thiên kiển này kéo dài suốt một năm. Trong một năm đó, đám ma vật này chẳng làm được gì, chỉ ăn oanh tạc. một số ma vật cứ thế chết đi, những còn còn sống hầu như đều là đại ma vô cấu trở lên. Cho dù là những đại ma này cũng khó không ít còn bị trọng thương dưới oanh kích của ninh giả. Dạ. Thậm chí, có những ma vật bị ninh giả dạ mãi cho đến chết. Mà đối thủ vẫn không biết mệt mỏi, không ngừng tấn công, không chỉ có thế. Theo thời gian oanh kích lâu dần, uy lực không ngừng tăng cường đúng quang đạo của ninh giả đã tiến bộ ban bố đại đạo thiên hạ sau khi hấp thu một bộ phận cảm ngộ của quang hoàng ninh giả vốn đã tiến vào giai đoạn ban bố đại đạo chẳng qua không có cơ hội thích hợp sử dụng thế nhưng trong trận oanh tạc năm này tháng nọ ninh giả đã có cảm thụ mới dùng ánh sáng chính đạo quét sạch tả ma chính là ban bố đại đạo trong cơn vừa ánh sáng vô tận lực lượng hắc ám từng vang đầy ô uế bắt đầu suy nhược ngay cả lực lượng tà ác quỷ dị kia cũng suy giảm đi theo. Bên này ninh giả lại tiếp tục tiến đánh, tăng cường uy lực quang đạo. Chớp mắt đã lại oanh tạc một năm. Cần vừa ánh sáng kéo dài hai năm, mỗi người đều đã quen thuộc. Thậm chí, có người còn đoán, cứ theo đà này, đánh thêm ba năm, chắc ba giới cũng bị san bằng. Có lẽ đây là trận chiến rảnh rỗi nhất mà bọn họ từng đánh. Toàn bộ quá trình chỉ có nhìn ninh giả biểu diễn. Lúc đồng mọi người còn hưng phấn, Vậy sau lại chết cảng Hôm nay cũng như thường ngày, Ninh sản làm theo thông đệ, thi triển 9981 luồng thiền khiển chỉ quàng đánh xuống. Đúng lúc này, trên không trung của ba giới đột nhiên xuất hiện một khe nứt, một giọng nói bồng bềnh lan tỏa, con người vô trí ngu muội màu quy thuận vòng tay của hắc ám. Trên không trung của ba giới, trong vết nứt có một con rắn khổng lồ trườn ra, thân thể con rắn này còn lớn hơn cả thiên tằm sáng vẻ như có thể cuốn quanh cả ma giới nhanh chóng bọc mà giới lại. Thân thể to lớn như vậy, ngay cả ninh giả cũng có cảm giác nó chỉ lao lên là có thể tới bên cạnh mình. Tiên kiệt chi quang đánh lên trên người con rắn khổng đồ kia, thậm chí không tạo thành chút gợn sóng nào. Ninh giả dứt khoát, dừng này mà nói. Cuối cùng, lão đại cũng xuất hiện rồi. Trông thì khí thế hùng hồn, nhưng chịu đoạn hai năm mới xuất hiện, người có vấn đề gì không tiện nói ra hay sao? Các tù sĩ vốn đã bị con rắn khổng đồ cuốn quanh ma giới làm cho giật này cả mình. Nhưng kẻ y nói vậy không khỏi bật cười, lập tức cảm thấy con rắn khổng lồ kia cũng đã giả mập, không cần phải sợ. Con rắn quân quanh bà giới phát ra tiếng cười ha hả. Ta là chủ nhân của hắc giới ban xa. Người trẻ tuổi, ta có thể cho người một cơ hội. Ninh giã ngắt lời nó. Đợi đã, hắc giới là cái gì? Là phản giới à? Chủ nhân ư? Người nói người là lão đại à? Câu này nghe như kiểu cảnh giới thứ tám đầu lên ấy. Ta cho rằng một tồn tại như vậy chỉ thổi một cái là đập chết chúng ta rồi ban xa lại nói phản giới là cách các người gọi chúng ta sao thú vị đấy trong mắt các người chúng ta là phản còn các người là chính thế nhưng trong mắt chúng ta giới ta mới là chính đạo nhưng ra gật đâu ta có thể hiểu được là mặt đối lập của nhau nên cảm thấy bản thân là chính đạo chuyện này rất là bình thường thôi vạn vật thiên hạ phải về hư vô hoàng phù mới là chân lý thế thì người không nên tồn tại Ninh giả nói ngay. Ban xa cũng lập tức đáp lại, đợi ta tuần theo giới lệnh, khiến các giới quy về hư vô, sẽ tự trở lại hư vô. Chỗ chúng ta có cầu nói, chờ người không bằng nhờ mình. Ninh giả cười nói, hay là người bắt đầu từ chính mình trước đi. Ban xa bắt đầu cười khăng khắc, người thật thú vị, thiên bệnh chi tử, đã lâu lắm rồi ta chưa thấy tu sĩ nhân loại nào thú vị như vậy. Nếu người đồng ý gia nhập hắc giới ta, có lẽ người cũng có thể trở thành chúa tể một giới chúa để một giới của các người đúng là không đáng giá. Bảo sao ta thấy người chẳng có rắn, lão đại gì cả. Hắn cười nói tiếp, y chỉ của vô số ma vật phương xa rồi nói. Xin lỗi nhá, ta không hứng thú biến thành thứ kinh tởm như vậy đâu. Kinh tởm ư, ừ. đó là theo góc độ của tu sĩ nhân loại. Hình thái của chúng ta mới phù hợp với chân lý thiên hạ. Sự hẹp hòi của ngươi ràng buộc tầm mắt của ngươi. Chỉ tới khi thật sự trở thành chúng ta, ngươi mới hiểu được thế nào mới thật là vĩ đại vẫn bỏ ảo tưởng về hình thể đi chỉ cao thật sự sao lại bị công đệ bởi thứ này ninh giả đáp ngay nhưng trong mắt tù sĩ chúng ta có cái nên làm có cái không nên làm đó mới là chính đạo đạo khác biệt không thể trao đổi bàn ra tiếp lời ninh giả mỉm cười cuối cùng chúng ta cũng có điểm giống nhau rồi khoảnh khắc sau bàn giả đột nhiên mở miệng gầm một tiếng về chân trời thiên tàm mở xa xa bị nó hút vào không ngờ lại không kiềm chế được bay về phía ma giới Người tưởng ta chỉ là thứ tốt mã, sẽ quỷ hay sao? Giọng nói của nó vô hình lại vang vọng trong tâm thần của mọi người. Lần này ngay cả ninh xã cũng phải nhíu mày, bà mẹ nó. Tên này đúng là lợi hại. Đôi bên cách xa tới ngàn vạn dặm, tên bà nó thét một tiếng, lại có thể hút thiên tầm qua. Nhưng chính vì như vậy, ngược lại ninh xã cảm thấy không đúng. Y đi từ kẻ yếu đi lên, trải nghiệm nhiều chuyện, kinh nghiệm phong phú. Chính vì vậy, y biết cường giả thật sự khinh thường nhiều lời với kẻ yếu. Cũng như lúc trước, bọn họ đối phó với thỏ quảng giới. Nếu các người muốn đánh, thế thì đánh thẳng tay, đánh cho phục rồi ban. Chẳng tốt hơn lúc chưa bị đánh nhiều hơn sao. Sau khi y oanh kích mà giới hai năm, thì con rắn khổng đầu này mới xuất hiện. Sau khi xuất hiện, đầu tiên là lôi kéo thể hiện đủ tư thái, rồi lại thể hiện uy thế hùng hồn, ham miệng là nuốt lấy trăng sao. Nhưng nếu nó mạnh như vậy thật, sao không làm từ sớm đi? Ảo thuật, không đúng. Nếu là ảo thuật, với huyện đạo hiện tại của Ninh Dạ, có có ai lừa gạt được y. Hơn nữa bà giới chỉ am hiểu hủy diệt, ô nhiễm, quét sạch vạn vật, không am hiểu về ảo thuật. Ninh giả có thể cảm nhận rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra, tuyệt đối không phải là ảo thuật. Đúng là bàn xa này có lực lượng khủng bố, nhưng chính vì vậy lại không hợp với hành động của nó. Chẳng lẽ là vì thiên kiếp? Cũng không thể nào. Nơi này bị phản giới ảnh hưởng, thiên đạo không tới, căn bản không thể đối phó với bọn chúng. Thế thì đúng là kỳ lạ. Lúc này bọn họ vẫn đang rơi về phía cái miệng khổng lồ của ban xa. Lực lượng vạn vẹo đã tăng cường, tất cả mọi người đều run sợ. Thiết lang, Phượng Tiền Lùng đã dốc toàn lực xuất thủ. Thế nhưng khoảng cách quá xa, ngay cả cảnh giới nhân hoàng cũng khó mà ảnh hưởng được. Còn khi bọn họ tới gần, e là không kịp giết chết bàn giả kia đã bị nó nuốt sạch. Chuyện này khiến mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Đột nhiên các tu sĩ phát hiện bọn họ gặp phải nguy cơ lớn tới mức chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu đại viễn trình tới nay mà nguy cơ này vừa xuất hiện lại là tình thế không cách nào phá giải ngay cả đinh dạ dùng vấn thiên thuật suy tính cũng không có bất cứ kết quả gì tiền đạo bị che đậy hoàn toàn không trả lời xử lý thế nào đây mọi người đều cuống lên cổng tồn điệp còn ra đối đinh dạ mau nghĩ cách đi thật ra đinh dạ đã dốc toàn lực chống cự nhưng lực hút này mạnh mẽ tới mức thái quá căn bản không cách nào kháng cự được. Nhất định phải nghĩ ra cách. Thần quang đổ vang trên đỉnh đầu, thiên cơ điện đã xuất hiện, chín bón thần khí xoay chuyển trên không trung. Nhưng cho dù như vậy, tốc độ thiên tâm rơi vào miệng ban xa vẫn không hề suy yếu. Chỉ trong chớp mắt, Ninh Giản đã thử đủ loại thủ đoạn, nhưng không cách nào thành công được. Cũng may lúc trước bay đủ xa, muốn tới gần cũng phải mất một lúc. Nhưng cứ bay tiếp như vậy, sớm muộn gì cũng bị con rắn khổng lồ này cắn nuốt. Chuyện này khiến mọi người đều thấy tuyệt vọng. Ngay cả Phượng Tiền Lùng cũng tuyệt vọng dừng tay. Xong rồi, bàn ra này chắc là chú tể thật sự. Em là tồn tại ở cảnh giới thứ 8. Cảnh như vậy chỉ thở một cái là có thể diệt chúng ta. Làm theo thiên ý. Sao lại... Phượng Tiền Lùng oán giận nói. Thiên đạo đảng người đúng là quá đáng. Sao lại chỉ cho chúng ta tới chỗ yêu nghiệt như vậy? Ánh mắt của Ninh Dạ sáng vừng lên. Không đúng, quả nhiên đã có vấn đề. Thiên đạo không thể đẩy mình tới chỗ chết như vậy được chắc chắn có bí ẩn gì đó chẳng qua mình chưa phát hiện ra thôi đầu óc của y nhanh chóng suy nghĩ nguyên thần lấp lóe đã nhiều năm rồi không có ai ép y phải dùng đầu óc để giải quyết vấn đề nhưng thời khắc này ninh giản lại biết rừng đã không địch lại kẻ địch thì chỉ có thể dùng trí thôi chắc chắn có yếu tố thế nhưng chốt là ở chỗ nào đột nhiên ninh giản nghĩ ra điều gì y thét lớn phượng tiên thôn người vừa nói gì ban giang kết thở một cái là có thể diệt chúng ta ư chẳng đã không đúng à? Phương Thiên Lùng tức giận đáp. Không, người nói đúng. Ninh giả lại gật đầu. Nếu bàn xa này là tồn tại ở cảnh giới thứ 8, thở một cái đã có thể diệt sạch chúng ta, thế sao nó không thở mà lại đi nuốt theo cách phiền phức như vậy? Hả? Mọi người kinh ngạc. Không hiểu y nói vậy là sao? Ninh Dạ nhìn chăm chăm vào bàn xa, miệng lẩm bẩm. Thế giới chính phản, thế giới chính phản. <laughs> ta hiểu rồi. Hóa ra là thế, hóa ra là thế. Bàn xa, ngươi từng chút thủ đoạn của người lừa được ta chắc thiên tầm đừng chống cự nữa dốc toàn lực lao về phía nó sau tiếng ra lệnh của ninh giả thiên tầm không tiếp tục chống cự lại lực hút của bàn già ngược lại phóng về phía nó chuyện này khiến mọi người kinh hãi người định tăng tốc độ đâm đầu vào chỗ chết à nhưng ngày lúc này cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc xuất hiện thiên tầm không những không tới gần bàn già ngược lại thoát khỏi lực hút của bàn già bay theo hướng ngược lại vì sao lại như vậy ninh giả đã lạnh lùng nói thủ đoạn hay lắm thế giới chính phản, càn khôn nghịch chuyển. Tiến thì là lùi, lùi thì là tiến. Không ngờ có thể điên đảo càn khôn tới mức độ này, xin được thụ giáo. Trận chiến hôm nay mang tới cho ta rất nhiều ích lợi đối với hắc bạch lưỡng nghi, qua nhân cả địch mạnh cũng đã trợ thủ tốt. Nói xong, y đánh ra một luồng thiên khiển chi quang. Rõ ràng thiên khiển chi quang đánh về phía sau, nhưng lại trực tiếp xuất hiện trên người ban ra, làm nổ ra một luồng sáng trắng. Hống, ban Sa phát ra tiếng gầm phẫn nộ, Hiển nhiên đang rất tức tối vì tinh giản nhìn ra thủ đoạn của chính mình, còn triều thiên khiển chi quang lại chẳng có tác dụng gì. Vì nó biết nó đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Các tu sĩ còn lại cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoa ra thủ đoạn của ban gian này là điên đảo cản khôn. Chúng ta càng chống lại, thật ra là càng tới gần hắn. Chẳng trách cái hút kia chỉ là giả. Thật ra từ đầu tới cuối vẫn là chúng ta tự bay về phía nó. Không, không phải là giả mà là chân lý của phản giới. Ninh Dạ nói thẳng ra. Đây không phải là ảo thuật, mà là pháp môn điên đảo càn khôn, khiến chính phản đổi chỗ, càn khôn đảo ngược, đúng là thủ đoạn của đại nàng đấy. Mọi người nghe vậy kinh hãi, ý của ngươi là... Ninh Dạ gật đầu nói, có một điều nó không có nói khoác khác, nó đúng là cấp bậc chúa tể, cho dù không phải cảnh giới thứ tám, chắc cũng là cảnh giới thứ bảy đỉnh phong. Thế vì sao nó không trực tiếp giết chết chúng ta? Mọi người ngạc nhiên, không cần tới cảnh giới thứ tám, với thực lực của cảnh giới thứ bảy thôi đã có thể đi xuyên qua không trung truy sát bọn họ đơn giản hơn là làm trò hư hư thật thật này nhiều vì nó không ở nơi này nên giả hư một tiếng nó ở phản giới không thể sang được với sức mạnh của nó nếu tới thật thì thiên đạo là kẻ đầu tiên không tha cho nó còn để mặc nó gây chuyện như vậy sao thiệt làng kinh hãi ý của người nói là nó dùng thủ đoạn ở phản giới mà ảnh hưởng tới tận nơi này ninh giả gật đầu không sai cảnh giới của đại năng không chỉ ảnh hưởng tới một người mà là toàn bộ hoàn cảnh. Thế nhưng có thể khiến cả khoảng không rộng lớn như vậy bị ảnh hưởng bởi pháp thuật điền đảo càn Côn. Thủ đoạn của ban xa đây vẫn cực kỳ khủng bố. thiên nên đình giả mới nói cho dù đó không phải cảnh giới thứ 8, chắc cũng là cảnh giới thứ 7 đỉnh phong. Nhưng nhìn uy thế như vậy quá là nửa là tồn tại ở cảnh giới thứ 8 rồi. Cũng chính vì vậy, nó thi pháp ở phản giới mà ảnh hưởng tới tận chính giới đầu tiên dùng lời nói ảnh hưởng tới suy nghĩ của mọi người, mê hoặc bọn họ. Tiếp đó là dùng thuật điền đảo càn khôn, giả như là đang hút vào, khiến bọn họ như ra sức trốn thoát, nhưng ngược lại trúng mưu của nó. Thực lực không kém mà thủ đoạn lại càng âm hiểm hơn. Ninh ra không quan sát cẩn thận, thiếu chút nữa đã bị lừa. Cũng phải y hiểu được ảo diệu kịp thời, ngừng lao tới. Nếu không thì tiếp tục lao ngược như vậy, chắc phải rơi vào phản giới rồi. Chuyện này cũng khiến cho ninh dạ hãi hùng Trận quyết đấu này trông không có gì hào nhoáng, nhưng nguy hiểm vượt xa trong quá khứ, đúng là ngoài dự tính. Ban ra kia cầm lên, ta nhớ mặt người rồi. Sau tiếng hét của hắn, khe hở chậm rãi khép lại, định đóng chính phản luân hồi. nên dạo cười lạnh, hiếm khi được gặp đại năng như vậy. Nếu để ngươi chạy thoát dễ dàng, thế chẳng phải uổng phí chuyên đi lần này. Cũng được, hôm nay mượn pháp môn cản côn điền đảo lưỡng nghi chuyển hóa của người, giúp đại đạo của ta có thành tựu mới nói giọng khí thế trên người y tăng vọt một luồng thần thức khổng lồ đan tràn tiết lăng và phượng tiền Lùng đều khá quen thuộc với cảnh tượng này cùng bật thốt lên nhân hoang. đúng cuối cùng ninh dạ cũng quyết định đột phá mà lại chọn thời cơ này thật ra ninh dạ đã đạt tới niết bàn đỉnh phong từ lâu chẳng quan nếu muốn đột phá tiếp không cần tu vi mà cần cảm ngộ đại đạo chỉ khi tiến hành đột phá trong tình huống lĩnh vực huyền bí trung cực của vũ trụ này thì mới có thể tối đa hóa hiệu suất còn bây giờ là cơ hội lớn nhất cho y. Trong vũ trụ đối diện, một đại năng cảnh giới thứ 8 thi triển pháp thuật càn khôn nghịch chuyển qua khoảng cách hư không vạn dặm, đại đạo phù cương lần tránh thiên ý, thủ đoạn mạnh mẽ, lực lượng hùng hồn, ảo diệu vô hạn, không các gì trời ban. Đúng là trời ban. Cuối cùng đinh Giả cũng hiểu vì sao nó lại xuất hiện ở đây. Đây chính là cơ duyên trời cao ban cho y. Kẻ thuận thiên ắt sẽ hưng thịnh. Nếu đinh Giả vẫn luôn vì mình chắc chắn y không nhận được cơ duyên này nhưng đồng thời có nguy hiểm cũng là tất nhiên chỉ có giải quyết nguy hiểm này y mới có thể nhận được đây là có trả giá mới có thu hoạch thời khắc này trong lòng thầm hiểu ra ninh giả lập tức quyết định đột phá đối với người khác đột phá là cực kỳ khó khăn còn đối với ninh giả lại nhẹ nhõm như ăn cơm uống nước khi thế bốc lên nguyên thần đã mở rộng không giới hạn nhưng những thứ đó đều không quan trọng lực lượng không quan trọng đại đạo không cực hạn Nhân cơ hội thẳng cấp, Ninh Dạ đã cảm thụ được ủy lực cản khôn điên đảo mà chúa tể bàn ra thi triển, lập tức tu bổ thiếu sót trong bí pháp của hắc bạch thần cung, nâng nó lên một cấp độ hoàn toàn mới. Sau đó hắn giơ tay ra, chỉ thấy khe hở đang chậm rãi đóng đại, bỗng ngừng mặt mà vẫn duy trì ở trạng thái hiện có. Không, chúa tể bàn xa giật mình hô to. Nó là chúa tể cảnh giới thứ tám, tung hoành hư không vạn giới, cường đại tới gần như vô địch, là một trong những trí tôn của hắc giới. Nếu giao chiến chính diện, cả trăm linh giả cũng sẽ chết. Nhưng bây giờ nó đang ở phản giới, có sức mà khó lòng thi triển. Cứ như một cái bóng của mình giao chiến với con dùn cái dế. Dùn dây yếu thật, nhưng cái bóng còn chẳng là thứ gì. Khe hở ngừng khép lại, linh giả lật tay ấn xuống. Tất cả ma vật không biết tên trên bầu trời ba giới, đồng thời kêu trên. Tiếp đoàn định giả nắm tay lại, chỉ thấy đại ma ngàn mắt ngàn tay dưới biển đã bị y trực tiếp kéo ra xé rách phân nửa thân thể rồi ném vào hư không. Thủ đoạn như vậy khiến đám người tiết lang cũng kinh hãi không thôi. Phải biết bây giờ bọn họ còn cách mà giới tới ngàn vạn dặm. Thủ đoạn vừa rồi cao minh hơn lúc dùng thiên kiển trí quang Đâu chỉ ngàn vạn lần. Tiên bộ này đúng đã lớn tới mức quá đáng. Nhưng bọn họ nhanh chóng ý thức được đây không phải lực lượng của bản thân đinh giả mà y mượn lực lượng đảo ngược càn khôn của bàn già để ra tay. Khe hở chưa khép lại hoàn toàn, càn khôn đảo đoạn còn chưa biến mất trình độ lưỡng ghi âm dường đạo của đình giả nhanh chóng tăng cường có thể hiện một màn hái lấy trăng sao cực kỳ mãn nhãn khoảnh khắc sau bàn tay khổng lồ đại xuất hiện để tóm lấy một ma vật cường đại đập vụn đó Ban xa cực kỳ đau lòng năm ma vật này đều được nó bồi dưỡng tỉ mỉ tương đương với lô cốt đầu tiên để nó xâm lấn chính giới giờ lại bị đình giả lần lượt tiêu diệt nó không nhịn được nữa hát to miệng phun ra một luồng khí đen dày đặc rõ ràng là phun ra nhưng tất cả ma vật lại rơi về phía khe hở. Lần này là ban gia định thu hồi thuộc hạ của mình. Theo Lý mà nói, làm tới bước này đã là đủ rồi, vì vậy sẽ khiến toàn bộ ma giới quay về chính đạo. Khổ đội đình giả mưu đồ rất lớn, thế cảnh này lại cười dài nói, đang đợi cái này đây, đi đi, hảo quang chính đạo. Nói xong, đã cưng tụ một quần sáng mãnh liệt, phóng thẳng quần sáng vào khe hở theo đám ma vật kia. Hào quang kia theo ma vật rơi vào khe hở, sau đó chỉ thấy lóe lên một cái rồi không còn gì cả. Đột nhiên thế giới trở lại tĩnh lặng, tĩnh lặng như đã chết. Chỉ có ma giới kia vẫn vận chuyển, nhưng mà khi đã từ từ tiêu tán, ổ uế cũng tan dần. Không còn ma vật xâm nhiễm, lực lượng hắc ám và ý chí phản vẹo của phản giới cũng khó mà tự tồn tại. Chẳng qua ma giới này đã không còn sinh linh mà như chốn địa ngục quỳ về yên bình. Nếu không ai nhúng tay vào, có lẽ ngàn vạn năm sau, nơi này mới xuất hiện sinh cơ. Nhưng đối với ninh giả, những thứ này đều không quan trọng. Y quan tâm hơn là luồng sáng mà mình tống vào phản giới. Khi thế hùng hồn từ từ giải trừ, thần thức được thu hồi, lực lượng mạnh mẽ tới mức hai đế trăng sao cũng từ từ trở về bình tĩnh. Ninh giả dường như trở lại thành ninh giả hở hững thường ngày, không khác gì người thường. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn Y đã mang ý vị đặc biệt. Cuối cùng thiên mệnh giáo cũng có thêm một nhân hoàng. Ninh dạng ngồi trở lại trên tàu hóa thần tọa, còn đang cảm ngộ cái gì đó. Cảm thụ thay đổi của thiên địa này, cảm thụ đạo lý vừa lĩnh ngộ được, cảm thụ trận chiến lúc trước, cũng cảm thụ thiện ý khó dò. Nhưng đa phần là cảm thụ tồn tại khó mà nhận biết nơi hư vô bờ ảo kia. Cảm thụ này con nói ra thì người khác cũng chưa chắc đã hiểu. Nhưng Phượng Tiên Lùng lại nhận ra. Nàng hỏi, người đưa một phần lực lượng vào phản giới phải không? Đúng vậy, Ninh Giả đáp ta cũng muốn xem xem có thể có tác dụng gì không. Thật đáng tiếc, lực lượng của ta còn quá thấp, tạm thời còn chưa thể xác nhận. Công tôn điệp lấy làm lạ, phản dây ô uế khó tả, đưa lực lượng chính giới chẳng phải xây vào miệng cọp sao. Ninh ta cười nói, đó là cái nhìn của mọi người. Đương nhiên lúc trước ta cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi trò chuyện với bàn già, ta đã có cách nghĩ khác hoàn toàn. Sự khác biệt giữa chính và phản là do con người phân chia. Trong mắt những tù sĩ chính giới như bọn Ninh Dạ minh là minh, địch là địch. Nhưng thế nhưng trong mắt của những tồn tại ở phản giới, cái gọi là tu sĩ chính giới mới là tà ác. Hư không vốn là hư vô, tồn tại là tạp chất, bọn chúng cũng chỉ phụng theo thiền mệnh, loại bỏ tạp chất mà thôi. Đôi bên đều có lập trường, đâu thể nói rõ được ai đúng ai sai. Lĩnh hộ đạo về âm dương lưỡng nghi luân chuyển, khiến cho tình trạng có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ cao hơn. Chính cũng được, phản cũng thế, đều do trong lòng mình cũng như bàn giả đã nói, hình thái nhân loại mà người coi trọng, trong mắt ma lại không đáng nhắc tới. Ít nhất mà cho rằng hình thái của bản thân mới là chính xác. Cũng vì lý do đó, giết trong cũng vậy, sinh tồn cũng thế, đều là những tiêu chuẩn khác biệt của những hình thái sinh mệnh khác biệt mà thôi. Một bên chủ sinh, một bên chủ tử, sao có thể chia thành chính phản được? Đương nhiên lời này nghe khá là khó hiểu, thế nhưng chốt là sau khi hiểu được điều này, Ninh Giả lại nghĩ ra một điều khác. Nếu hai bên đều là công bằng, không phân đúng sai chính phản, vậy dựa vào đâu cứ nhất định phải là phản giới làm với bẩn chính giới. Đối với chính giới mà nói, một khi lực lượng phản giới lan tràn sẽ dẫn tới chính giới bị ô nhiễm, ma vật phản giới chính là tạp chất, là khối u ác tính, là chất độc. Như vậy, nếu lý giải ngược lại, nếu lực lượng chính giới vào phản giới, có phải cũng như vậy không? Có thể ô nhiễm ngược lại phản giới không? Đình giả không biết, nhưng y cảm thấy về mặt đạo lý điều này là có thể. Có công có thủ mới là chính đạo, à không đúng mới là cân bằng. Vì vậy, y đẩy một luồng ánh sáng chưa ý chí bản thân vào trong. Không phải muốn giết ai mà là muốn xem xem lực lượng chính giới đi vào phản giới có thể ô nhiễm đối phương hay không. Nhưng y không ngờ là kẻ hở đóng lại, y cũng hoàn toàn mất liên hệ với ánh sáng ý thức kia. Vì vậy, rốt cuộc sau khi tiến vào, gặp chuyện gì, y cũng không biết được. Chuyện này thật sự rất bất đắc dĩ hai giới ngăn cách quá lớn do lực lượng bản thân không đủ y chỉ có thể tiếp tục ngủ đông nhẫn nại chợ mong sẽ có một ngày hạt giống mà mình gieo vào sẽ nảy mầm còn bây giờ cứ làm chính sự cái đã ninh dạ nhìn ma giới phía trước nói ma vật ở nơi này đã bị thanh trừ nhưng ma khí vẫn còn phải nhờ chư vị vất vả hạ giới một chuyến thanh trừ ô uế trả lại cản khôn sáng sủa cho nơi đây tiện thể đem một chút tài nguyên về mấy câu trước chỉ là vớ vẩn lời cuối cùng mới là thèn chốt linh giảm vốn đại đạo, các tu sĩ vốn tài nguyên vốn còn tưởng dẹp yên ma giới không có được lợi ích gì, nhưng thấy ma phật bị tiêu trừ xong, lưu lại cả một thế giới, anh ấy vui mừng không thôi. Lần này không cần phải để lại cho ai hết, các tiền nhân dồn dập bay xuống, một trận cướp đoạt tài nguyên vô chủ chính thức được triển khai. Đương nhiên trước đó còn phải quét dọn nhà cửa cho sạch. Chiến tranh mất hai năm, quét dọn và vơ vét lại mất tới hơn mười năm sau khi đào sạch những tài nguyên có giá trị nhất trong thế giới này mọi người lưu lại một số hạt giống có thể khôi phục sinh cơ rồi lại rời đi lần này vẫn có thiền đạo chỉ dẫn nhưng khác với lúc trước lần này ninh giả đã bố trí thích đáng triệu tập hội nghị cao tầng ninh giả không tránh không né y nói thẳng luôn nói cho mọi người một tin tức tốt lần này ta có đột phá mới mọi người cùng nhìn y không nói một câu đối với chúng ta mà nói hình như đây không coi là tin tức tốt Ngươi đột phá cứ có phải chúng ta đột phá đâu. Được rồi, ngươi là lão đại. Ngươi đột phá là tin tức tốt. Nhưng không tới đổi thông báo riêng tới mọi người như vậy chứ. Ninh giả cười nói. Ta biết thật ra các người không thích theo bố trí của thiên đạo. Dù sao đánh ba giới đúng là nhàm chán. Tùy sau khi quét dọn cũng có thể thu hoạch tài nguyên. Nhưng cũng khá phiền phức. Quan trọng nhất là không có ai. Cũng không có thú vị gì. Tùy mọi người đều tu hành là chính. Nhưng dù sao cũng phải có cuộc sống của mình. Phương Thiên Lung nghi hoặc, Ninh Dạ, rốt cuộc cứ định nói gì, nói thẳng ra đi. Ninh giả không vòng vo nữa, chỉ vào tinh đồ. Nếu không có gì bất ngờ, nơi thiên đạo chỉ tới, sẽ lại là một mà giới bị ô uế. Nhưng cứ đánh mà giới mãi, tới chỗ không người như vậy đúng là khô khan. Mà đột phá gần đây của ta có thể giải quyết vấn đề này. Nghe y nói như vậy, rõ ràng mọi người hưng phấn hẳn lên. Thiên làng đã nói, giải quyết như thế nào? Ninh giả nói thẳng, chuyện này phải cảm ơn bản giả kia đương nhiên cũng có thể là thiên đạo cảm ứng, biết chúng ta cứ đi đánh quái cũng thấy chán. Vì vậy cho cơ hội này, ta linh ngộ lưỡng nghi cản khôn đạo có thể giúp mọi người phân thần chuyển sinh. Phân thần chuyển sinh à? Các tu sĩ ngạc nhiên, chuyển thế trùng tu không phải chuyện hiếm có gì đối với các tiền nhân, không ít đại năng cũng có thủ đoạn tương tự. Năm xưa Dương Trí Thiện cũng vậy, chẳng qua pháp môn chuyển sinh thường có nhiều hạn chế. Năm xưa, tạo hóa đạo nhân như trâu bò như vậy, mà pháp môn chuyển thế chỉ có thể Chuyển sinh chứ không thể đột phá Chính vì vậy Đại đa số tu sĩ chỉ cần điều kiện bản thân đạt đủ Không nghĩ tới chuyển thế làm gì Bây giờ ninh giả đột nhiên nhắc tới chuyện này Là có ý gì Ngoài ra phần thần chuyển sinh là sao chứ Ninh giả cũng không úp úp mở mở Với mọi người Tức là ta có thể giúp các người phân thần Chỉ dùng một chút thần hồn là có thể chuyển sinh Không hề ảnh hưởng tới bản thể Không thể nào Tiết lăng thét lớn phân thần chuyển sinh dính tới hai cấp bậc là hai cửa ải quan trọng của tu sĩ mỗi bước đều cực kỳ nguy hiểm rất nhiều vấn đề mà bây giờ một câu nói của đinh giả lập tức giải quyết hai nan đề lớn ấy ngay cả từ lão cũng giật mình nhìn y người có thể giúp người khác phân thần thế thì thủ đoạn giữ nhà của ta còn ý nghĩa gì nữa đinh giả nhận trang kỳ hoặc của mọi người cười mà nói không chỉ đơn giản như vậy ý thức nguyên thần được tách ra cực kỳ yếu ớt cho dù thế cũng tốt nhất tổn thất một năm tu vi của mọi người. Thiên lang lắc đầu, nếu chỉ một năm tu vi thì không tính là gì. Ninh giả nói, thế thì dễ rồi, ta lĩnh ngộ pháp môn lưỡng nghị âm dương luân chuyển, Kế hợp âm dương sinh tử giới, có thể mang một luồng phân thần đó, đưa vào một tiền giới, thành ghén trưởng thành ở đây, tương đương với chế tạo một phân thần mới. Sau khi Ninh giả nói rõ, cuối cùng mọi người cũng hiểu, hóa ra là chuyển một chút ý thức phân thần của mình tới một tiền giới nào đó, bồi dưỡng cho nó trưởng thành về lý mà nói cách này có thể thực hiện được trước đây đã có người làm rồi nhưng cách làm này thường khiến cho phân thần có ý thức độc lập cho dù cuối cùng bồi dưỡng được nhưng chưa chắc đã có lợi ích gì với mình đối với ninh dạ mà nói y không cần cường đại không cần thứ tiền nhân không có mà là bổ sung những thiếu hụt trong thủ đoạn trước đây với thủ đoạn hiện tại của ninh dạ có thể bảo đảm ý thức của phân thần và bản thân luôn đồng bộ đói đơn giản hơn là cho dù chủ thể ở đây cũng có thể cảm thụ được ý thức phân thần, thực tế vẫn là ý thức của một người. Ý thức liên kết thế giới bao la mới là căn bản trong thủ đoạn của linh dạ. Cũng là điểm cường đại nhất của y. Công tôn điệp đã hiểu ý của y. Tức là từ nay trở đi, chúng ta có thể tồn tại trong hai thế giới. Bản thể thiên thầm tiếp tục tiêu diệt yêu ma, còn phân thân có thể tiêu giao khoái hoạt trong tiền giới sao? Cảm nhận được tất cả những gì phân thân cảm nhận, biết hết những gì phân thân biết, đúng như vậy Ninh giả trả lời lần này thì mọi người đều hưng phấn nếu là như vậy con đường viễn trinh không còn tịch mịch hơn nữa theo lời ninh giả cuối cùng phần thần sẽ trở về bản thể còn là cách hay để tăng gấp đôi kinh nghiệm đương nhiên ai nấy cũng vui có điều pháp môn này chỉ thích hợp bắt đầu từ trẻ con lúc đầu rất yếu đuối bất cần một chút thôi là phân thần thiệt mạng cũng tạo thành đau đớn dày vò với bản thân đông người thiết tăng dồn dập nói trả giá chút thôi không coi là gì Loại tiền pháp không có nỗi lo về sau như vậy là thứ mọi người thích nhất, đương nhiên ai cũng vui. Tiếp theo mọi người dồn dập báo danh, đồng thời tham gia hành trình phân thần này. Ninh ta không hề khách sáo, trực tiếp chỉ một nơi, nếu thế chúng ta tới nơi này đi. Phương Tiên Lung hỏi, đây là giới nào? Ninh ta nói, nơi này tên là Thiên Trung Giới, là thế giới cấp 7, chắc là thế giới mạnh nhất trong tinh vực này. Thế giới cấp 7 à? Mọi người giật bắn mình, sắp vừa bắt đầu đã kêu chiến cảnh giới thứ bảy rồi dù sao bây giờ trong đội ngũ mới có ba người đã tới cảnh giới thứ sáu mà thôi. Ninh giả cười nói, sao phải lo lắng như vậy? Chúng ta có sầm lẫn nơi đó đâu, chỉ gia nhập với quy mô nhỏ thôi. Nó mạnh hay yếu đâu ảnh hưởng gì tới chúng ta. Ngược lại mạnh mới có không gian trưởng thành chứ. Thế cũng đúng, mọi người cùng gật đầu. Phương Tiền Lùng nói, chị A, e nhiều người xâm nhập như vậy sẽ khiến đại năng về đó phát hiện ra. Thánh nhân cấp 7, chứng đạo tại thần Đinh trạng đầy cả mấy chục phân thần sang đó, khó mà không bị phát hiện. Đinh trạng cười nói, phát hiện thì chắc chắn sẽ phát hiện, nhưng hiểu thế nào thì chưa biết được. Thế mới nói, thiền bệnh cũng có chỗ tốt. Thiền trùng giới, đây là một tiên giới còn lớn hơn trưởng thành giới gấp mấy lần. Lấy tên là thiền trùng, có thể thấy giọng điệu tự tin ra sao. Lý do là vì đối với tu sĩ của giới này, đi lại trong hư không đã không phải là chuyện lạ. Thanh nhân cấp 7, dựa vào tu vi cực hạn cho dù không có năng lực quang đạo cũng có thể tồn tại mấy chục năm trong hư không. Vì vậy họ tự tin cấp bội, thường xuyên có đại năng bay qua bay lại, mà những nơi từng tới đều không phát hiện ra nơi nào cường đại hơn giới này. Thiên đền mới lấy tên là thiên trùng giới, mang ý là trung tâm. Nhưng chính vì nguyên nhân này, thường thì đại năng cảnh giới này không ở đây, thi thoảng lại đi xa trong hư không một phen. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio lấy tiền Trung giới làm trung tâm, xung quanh có mười hai tiền giới đều vì lý do này mà trở thành tiểu giới bên dưới tiền Trung giới. Do đó có chín thế giới rất bắt mắt do cửu đại trí tôn thánh nhân của giới này chế tạo ra, như là thiên luân giữa trời, đừng tôn là cửu nhật. Vì vậy thiên Trung giới còn được gọi là cửu thánh tôn giới. Cũng như trì vì giới trong thành đình giả đều dùng lực lượng cả giới phục vụ cho một người. Vì vậy thiên trung giới đưa ra quy củ không phải là cửu thánh chia nhau mà là cứ mười năm là cửu thánh thay phiên nhau một lần. Vì vậy đa số thời điểm trong thiên trung giới chỉ có một vị thánh nhân, tám thanh nhân khác đều tu hành trong thế giới của mình. Tính âm điện, tuy tên là điện nhưng treo cao trên trời như vầng trăng giữa không trung. Cung điện nguy nga như ngọn núi không có tu sĩ gì, chỉ có một ông lão mì bạc, tay cầm phát trần, nhắm mắt đả tọa, không biết đang ngồi bao lâu toàn thân khô héo như gỗ đá còn có chim chóc làm tổ trên đầu con chim kia đã sinh sản ba đời trên đầu ông lão đã coi nơi này là nhà của mình lúc này tổ chim líu ra líu ríu đột nhiên trên bầu trời phương xa có một luồng huyền quang giáng thế bị ảo vô biên xuất hiện thiền trùng giới như gặp gió xuân mưa lành không ngờ lại tỏa ra sinh cơ vô hạn Tượng đã khẽ động đậy kinh động lũ chim trong tổ ông lão hé mắt nhìn ra ngoài ô trời ban cam lộ lại có điểm lành hàng thế Tên này là thiên mệnh trì tử sắp ra đời ư tiếng chìm chóc kêu ríu rít đừng có làm ồn ông lão giờ phần trần đưa mắt nhìn tới có vẻ nghi hoặc kỳ quái nếu là thiên mệnh thì phải có dấu hiệu chứ sau lần này không có gì báo trước lại thấy ồ ạt như vậy chắc là hạ giới sắp có dị động chạm tới thiên cơ chăng thật đáng tiếc thiền ý khó hiểu bỏ đi bỏ đi Nên là thiên mệnh thì cứ lặng lẽ chờ đợi xem là được nói xong vùng phất trần lại tiếp tục cúi đầu đả tọa tuy hắn đạt tới cảnh giới thánh nhân nhưng đối với hắn thiện ý vẫn khó giỏ tạo ở trước người ít nhất trong phương diện này đinh giản đã không kém bất cứ một đại năng nào ngày hôm đó thiên trung giới có mưa lành vài ngàn lưu tinh sáng thế tỏa hào quang rực rỡ nơi chân trời có người nhìn sao băng ước mình có con không ngờ lại thật sự thành công đương nhiên cũng có kẻ không ước có con chỉ xin thằng quan phát tài kết quả vẫn là có con Ngày hôm đó trong thiên trùng giới, nhiều thêm mấy trăm đứa trẻ xuất hiện. Dõi mắt khắp thế giới, hiển nhiên số lượng đó không đáng chú ý. Trong một thành thị của tần đảo quốc, một cặp vợ chồng trẻ vui cười trước đứa con. Phụ quân chẳng xem, đứa bé này sinh ra đã không khóc, hai mắt to tròn nhìn khắp nơi, chứ không sợ hãi, thú vị thật đấy. Một người phụ nữ bế đứa bé mới sinh nói với chồng của mình. Chàng đặt tên cho con đi. Ninh thư châm, vuốt tròm râu dài dài dưới cằm của mình. Ninh gia ta là dòng dõi thừa hương không bằng gọi là Ninh dạ đi. Hắn vốn định đặt tên con trai là Ninh Tri Thư, không biết vì sao ý nghĩ lại thay đổi, gọi là Ninh dạ Nhưng cấm lại, cái tên này cũng không tệ, nên cứ quyết định như vậy. Thiếu già thiếu già, đừng có chạy lung tung mà. Trên con phố lớn của kiến nghiệp thành, một lão quản gia vừa đuổi theo phía sau một bé trai, vừa la hét. Thằng nhóc này mới có 7-8 tuổi, chạy lại không chậm. Đừng nhìn cậu nhóc chậm rãi đi tới như vậy, quan gia phía sau đuổi tới mức thở không ra hơi. Người đi đường rất nhiều, thấy cảnh này đều dồn dập cười nói, Ninh tiểu thiếu gia đã ra ngoài gây họa rồi. Tiểu thiếu gia của Ninh gia rất là nổi tiếng, vì ngày cậu nhóc ra đời có sao băng rơi xuống, mưa rơi rực rỡ, nghe nói là dấu hiệu phản nằm đại cát, trời ban điểm lành. Rất đáng tiếc, tiểu thiếu gia Ninh gia không phải người duy nhất ra đời trong thời gian đó, nhưng ít nhất trong kiến nghiệp thành không có nhiều người cùng sinh ngày với cậu tiểu thiếu gia tình gia ra đời trong điểm lành sinh ra đã bất phàm nghe nói ba tuổi biết chữ hơn đứa từ nhỏ đã ngoan ngoãn chưa bao giờ quậy phá bởi vì xưa nay tiểu thiếu gia ninh gia không thích chơi với những đứa trẻ khác cậu bé thích yên tĩnh ngồi luận tạo với người lớn lúc đầu mọi người rất vui vẻ tiểu thiếu gia thông minh sáng suốt đây là chuyện tốt nhưng rất nhanh mọi người phát hiện không đúng vì tuy tiểu thiếu gia ninh gia không quậy phá nhưng có lúc nói năng còn đáng ghét hơn quậy phá người khác thì người còn có thể nói trẻ con không biết gì nhưng trước mặt tiểu thiếu già đình già người sẽ cảm thấy kẻ không biết gì là mình ông chủ thiên hương lầu đại trưởng quầy lâm ra một lòng vốn có con trai ngày có điểm lành cũng sinh được một bé bé, nhưng là con gái còn là đứa con gái thứ ba của hắn ông chủ lâm không thích luôn mắng cái bụng bà vợ là không biết sinh thế là tiểu thiếu già đình già chạy tới nói với ông chủ lâm nói người ta có nhiễm sắc thể ích nhiễm sắc thể y gì đó X gặp Y thì là bé trai, X gặp X thì là bé gái. Trong người nữ nhân chỉ có X, trong người nam nhân thì chỉ có cả hai. Vì vậy, thực chất bên quyết định sinh ra con trai hay con gái là nam nhân, chứ không phải là nữ nhân. Không phải bà chủ có vấn đề, mà là bản thân ông chủ lầm có vấn đề. X y cái gì thì ông chủ lầm không hiểu, nhưng câu cuối cùng thì hiểu rồi. Khi đồng chủ lầm tức tối, mắng trẻ con thì biết cái quái gì, chỉ giỏi nói linh tinh. Kết quả tiểu thiếu gia đình già lại đưa ra một đống ví dụ xác đáng. Ông chủ lâm phát hiện mình vừa không hiểu được, vừa không nói lại được, suy chút nữa tức tới học máu. Từ đó trở đi ông chủ lâm cứ thấy tiểu tiêu gia ninh giả là sắc mặt không được tốt. Ngược lại bà chủ lâm gia lại cực kỳ yêu quý ninh giả, rảnh rỗi là mời ninh giả tới chơi, còn kết bạn với cô con gái mới sinh. Đúng rồi, cô bé tên là Lâm Lang. Còn có một lần, đạo quán gần đó giảng đạo, nhắc tới chuyện thế luân hồi, nói là đời này chịu khổ, kiếp sau ắt sẽ có phúc. Ninh giả đại chạy tới, hỏi tu sĩ đại năng trong thiên hạ, hiện giờ có phải trước khi chuyển thế luân hồi đều làm trâu làm ngựa cho tới tàng người ta không? Một câu thôi đã khiến đạo sĩ kia giận không nhịn nổi, hắn không dám nói xấu đại năng, chỉ có thể vùng đào trùy sát. Ninh giả giơ cái cổ nhỏ ra, sang vẻ như muốn, nói người thích thì cước chặt, kiếp sau ta thành tiên, người thì vĩnh viễn không được siêu sinh. Lúc đó, đạo sĩ kia học máu ngã thẳng xuống đất, lại có gã nhà giàu bóc lột cắt xén lén dở bánh lưới làm giả sổ sách ninh dạ ven chạy tới liếc mặt một cái là hiểu rõ chỉ trong chớp mắt đã làm rõ trang sổ sách giấy tờ chỉ ra chỗ giả gã nhà giàu kia không những không được lợi ngược lại bị quản nhà tóm vào tù ninh đại thiếu gia lập tức nổi tiếng nhưng danh tiếng rất lớn mà đắc tội cũng nhiều người thi thoảng lại có mấy lời nói cậu là yêu nghiệt ngay cả ninh thư trâm cũng sợ hãi cũng hay hắn là con cháu nhà thư hương, có chút danh tiếng tại địa phương. Nhưng cho dù vậy, một số hủ nho tả giáo, giàn thương và loại ngoan cố bảo thủ dồn dập bị ninh giả chọc giận, tức tới mức muốn thăng thiên, rảnh rỗi đã chạy tới ninh giả mắng chửi một trận, khiến ninh thư trầm cũng nhức đầu không thôi. nay phải dặn lão quản gia trông coi kỹ lưỡng, không cho cậu nhóc đó đi nói đình tình nữa. Ninh giả lại chẳng hề để ý, ngay ngay tản bộ thư thường. Đi tới đâu thì người giàu làng tránh, người nghèo vui mừng. Cái danh hiệu tai họa này cũng là vì thế. Chẳng qua tai họa của y được không biết bao nhiêu người trồng ngóng. Ngay cả bầu trời trong kiến nghiệp thành cũng nhờ đó mà sáng sủa hẳn lên. Thời khắc này ninh giả đang đi lại trên đường. Lão quản gia lào đảo chạy đuổi theo cậu. Khổ đối cậu nhóc này cực kỳ linh hoạt, chẳng thể bắt được. Đang lúc tức giận, bật đắc dĩ thì thấy trên bầu trời còn có một tu sĩ hạ xuống. Hắn đáp tới trước mặt ninh giả, ánh mắt vui mừng nhìn cậu. Ờ thằng nhóc này căn cốt từ chất đều tốt Còn đam mâm bóng tu hành rất được Người là ai Có đồng ý làm môn hạ lăng vận động ta không Nghe hắn nói vậy Đám người trên đường dồn dập cười phá lên Lại thêm một kẻ không tự lượng sức mình Tu sĩ kia ngạc nhiên Đám tiêu dân này thật to gan Lại dám vô lễ như vậy Trong lòng hắn đang phẫn nộ Lại nghe nình dạ nói Lăng vận động đã phái nào Ở nơi đâu Tu sĩ kia cười nói Lăng vận động cách nơi đây 9 vạn 8 ngàn dặm là một thắng cảnh trần gian, là phụ trinh là động chủ Lăng vận động, tên người tự chất cằn cốt vi phạm cho nên đặc cách nhận người làm đầu đệ. Phải biết đã 80 năm rồi lão phù chưa nhận đệ tử đâu. Khi hắn nói ra câu này, con dường dường tự đắc, răng vẻ như muốn nói người còn không quỳ xuống tạ ơn. Ninh giả đại nói, người là cảnh giới gì? Lăng phần tử cười nói, là phụ cảnh giới vô cấu. Ninh giả ôm một tiếng, so với kim quang thượng nhân thì sao? Kim quang thượng nhân à? đó là tu sĩ Niết Bàn. Lăng phân Tử không dám huỳnh hoàng quát lác đành nói, hơi kém hơn một chút. Thế còn kiếm tiên lộc vinh trì thì sao? Loạn cực sơn nhân, ngọc quỷ vương thì sao? Ninh Dọ hỏi từng cách một. Lăng phân Tử nghe vậy thì ngạc nhiên. Thằng nhóc này lai lịch thế nào? Sao lại còn nhiều đại năng Niết Bàn tới như vậy? Đánh lắc đầu nói, so với bọn họ thì đúng là không bằng. Thế thì người không được rồi. Ninh Dọ nói thẳng, câu này thiếu chút nữa khiến Lăng Vân Tử nghẹn tới sặc máu. Trừng mắt nhìn Ninh Thằng nhãi nhà ngươi có ý gì? Quản gia phía sau chạy tới tới cảnh này thì thở dài một tiếng, lại nữa rồi lại nữa rồi, sau đó chẳng thèm buồn để ý. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.